đồ ăn Việt Nam nào á nhá. What kind of là cái loại đồ ăn Việt nào mà bạn thích? Mình sẽ viết cái nào đây? Tôi thích I love phở, viết ra I love phở. I love phở. I love phở, viết một. I love phở. What would you like to drink? Bạn muốn uống cái gì kìa? Bạn muốn uống cái gì? Orange juice, Glass of orange juice. Please, viết vào nhé. Rồi, sang câu 3. What is your favorite taste? What is your favorite taste? Cái vị yêu thích của bạn là vị gì? Cái hương vị gì? Cái hương vị gì đây? Vị ngọt kìa. Tôi thích ngọt đâu. I prefer something sweet đó. Viết vào. I prefer something sweet. Thấy không Thư? I prefer something sweet. I prefer something sweet. Rồi, xong sang câu 4. How much milk do you need, nghĩa là gì? How much là bao nhiêu? Bạn cần bao nhiêu sữa nào? Câu nào? Sữa. Đâu đâu đâu. Không được. Đó là 4 hoặc 5 bữa ăn nhỏ. Đâu, bạn cần bao nhiêu sữa đâu? Câu nào sâu? Bạn cần bao nhiêu sữa? Thôi suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Vài phút suy nghĩ chứ không suy nghĩ ra. Rồi nào các bạn, how much milk do you need? 4 carton. Please. How often do you drink milk tea? Là bạn có thường xuyên uống trà sữa hay không? Là mức độ thường xuyên á. Đâu đâu. Hai lần một tháng thôi mà mấy đứa là hai lần, ba lần một ngày là chết tươi đến nơi rồi. Bệnh chết luôn. Twice a month. Ha, hai lần một tháng thôi, người ta uống có hai lần một tháng thôi, nghe chưa? Mình á, ngày nào cũng uống đâu mà bệnh. Rồi, câu số 6. Would you like some cheese? Bạn có muốn ăn phô mai không? Câu nào? Yes, two slices, please. Cho tôi hai mẫu đây. Nha, yes, two slices. Please, two slices, please. Câu số 7. What are you going to have for breakfast? What are you going to have for breakfast? Bạn sẽ ăn cái gì cho bữa sáng? Bạn sẽ ăn cái gì cho bữa sáng? Đâu? Tôi ăn ngũ cốc đâu? Tôi chỉ ăn ngũ cốc đâu? I just have some cereal. Cereal. It's morning. I just have some cereal this morning. Tôi chỉ ăn một chút ngũ cốc buổi sáng thôi, nó giảm cân. Câu số 8. How many meals? Là bao nhiêu bữa ăn? Do you usually eat every day? Bạn ăn bao nhiêu bữa ăn một ngày vậy? Còn câu cuối cùng thôi. 4 or 5 small meals. Tôi ăn 4-5 bữa ăn nhỏ. Ăn nhiều dữ rồi trời. Mình ăn có 3 bữa, nó ăn 5 bữa. Ok. Ok chưa? Rồi, xong cái bài đó rồi các bạn. Xuống bài dưới. Sắp xếp thành một đoạn hội thoại hợp lý các bạn ạ. Cái nào đầu tiên? Ôi trời ơi, nhìn đầu não quá ha. How, dịch từng câu một đi. How did you learn it? Là bạn đã học nó bằng cách nào? Câu số 2. What practical skill have you learned? Bạn đã học được những kỹ năng thực tế nào? Câu số 3. How often do you use this skill? Bạn có thường xuyên sử dụng cái kỹ năng này không? Câu số 4. Nó làm cho tôi tự tin hơn bất cứ khi nào tôi đi picnic bên ngoài. Tôi luôn luôn có chịu trách nhiệm nướng thịt BBQ. Barbecue là gì? Thịt nướng á hả? Câu số 5. Ai đã dạy bạn cái kỹ năng đó? Cái câu số 6. Nấu ăn là một kỹ năng thực tế mà tôi đã thực hành thường xuyên hay gần đây. Câu số 7. Tại sao bạn học nó? Câu số 8. Cô ta đã chỉ cho tôi làm cách nào để mua đồ ăn, chuẩn bị nguyên liệu và nấu bữa ăn bất cứ khi nào cô ấy ở trong bếp. Tôi đã học làm sao để luộc, nướng, hấp, chiên
gì gì đó, ngày này qua ngày khác, day by day, ngày này qua ngày khác. Số tập trung. Câu 9, how long did it take for you to learn it? Nó là bạn mất bao lâu để học? Câu số 10, tôi đã học nó trong 4 năm. Cái kỹ năng dường như là gì? Strengthen, kéo dài khi mà tôi đi xa nhà, cho gia đình xa nhà để đi học. Rồi bây giờ câu 1 là câu nào? Đố các bạn. Câu 1, đọc nè, đọc đáp án. 2, ghi đi, ghi theo thứ tự rồi lát mình đọc ạ. 2, 6, 5. Ghi theo thứ tự đi con, ghi theo thứ tự bên dưới một hàng dài á. 2, 6, 5. Ghi bên dưới con, ghi chỗ nào thì ghi. 2, 6, 5. 2, 6, 5. Ghi theo thứ tự thôi, rồi lát mình dịch đọc lại. 2, 6, 5 được chưa? Tức là 2 đầu tiên đó. Rồi 6, 5, rồi 11. 11, 1. 8, 7, 13, 9, 10, 3, 12, 14, 4. Đó, đáp án đó. Rối chưa? Đầu não chưa? Vậy mình đọc lại cái bài này có nào? Mình dịch lại cái bài này. Nhiều mũi, các đứa nào vượt mũi, bị mũi đốt thì vượt đi nhá. Bạn đã học được cái kỹ năng gì thế? Đó là cái câu số 2, đúng chưa nào? What practical skill have you learned? Bạn đã học được kỹ năng gì? Thằng B, thằng câu số 6 này. Nấu ăn là một kỹ năng thực tế mà tôi đã thực hành gần đây. Xong rồi thằng kia hỏi tiếp, ai đã dạy bạn? Rồi, thằng kia hỏi là mẹ tôi. Mẹ tôi là đầu bếp giỏi nhất. Cô đã dạy tôi mọi thứ, làm sao để nấu súp, salad, trứng chiên, bánh. Lúc nãy mình chưa đọc câu này à? Rồi, how did you learn it? Bạn đã học như thế nào? Cô đã giúp tôi mua đồ ăn, học chỉ cho tôi cách đi mua đồ ăn, chuẩn bị nguyên liệu và nấu các bữa ăn. Bất cứ khi nào bà ấy ở trong bếp, tôi đã học luộc, nướng, hấp chiên. Rồi tại sao bạn học? Cô chỉ muốn trở thành một đầu bếp giỏi như mẹ tôi thôi. Khi mà tôi kết hôn, tôi sẽ chuẩn bị những món ăn ngon nhất cho gia đình của tôi. Giỏi chưa? Giỏi chưa mấy đứa con gái? Rồi, how long did it take for you to learn it? Bạn mất bao lâu để học? Cô học nó 4 năm nha. Thôi bỏ qua đi, chuyển sang bài reading cho cô đây các bạn. Mệt quá. Reading. Đọc bài này và khoanh vào đáp án cho cô. Vietnamese food culture varies by region from the north to the south. Những văn hóa ẩm thực của Việt Nam, Vietnamese food culture, văn hóa ẩm thực của Việt Nam khác nhau bởi vùng miền từ Bắc vào Nam. Ok chưa? North là phía Bắc, South là phía Nam. Nếu mà không biết mình ghi nghĩa vô nha. Vietnamese food culture, culture là văn hóa, các bạn ghi vào văn hóa. Culture là văn hóa, vary là đa dạng. Văn hóa ẩm thực, cái food là đồ ăn thì mình sẽ dịch là ẩm thực. Văn hóa ẩm thực của người Việt Nam khác nhau hay là đa dạng bởi region là vùng. Vùng, các vùng. Vùng. Không biết ghi nghĩa vào nha Su. Rồi, vùng. From the north là từ Bắc, north là phía Bắc. To the south, cho tới phía Nam. Được chưa? Rồi mình đọc tiếp này. In northern Việt Nam, ở miền Bắc Việt Nam, đồ ăn thì sao? Đồ ăn được phân biệt bởi Light là cái gì? Ánh sáng hả? Và sự cân bằng hả? Nghe lạ lạ nhỉ. Việt Nam, miền Bắc Việt Nam thì sao? Dường như là được xem là cái gì của ẩm thực Việt Nam với nhiều món như phở, bún riêu, bún thăng, bún chả, bánh cuốn vân vân. Do đó văn hóa ẩm thực ở miền Bắc Việt Nam trở nên phổ biến cả ở miền Trung và miền Nam Việt Nam với những hương vị phù hợp cho mỗi miền. Ok chưa? Thì miền Bắc là giống như là nó có thủ đô ấy, là thủ đô là trung tâm của Việt Nam ấy, thành ra người ta nói như vậy đấy. Rồi đoạn thứ hai các bạn, ẩm thực vùng miền ở miền Trung Việt Nam thì nổi tiếng với cái sự cay nồng, thức ăn cay nồng, spicy food, cay nồng, ghi vào, đồ ăn cay, miền Trung là ăn cay nha. Huế, cuisine là ẩm thực, các bạn ghi nghĩa vào cuisine, ẩm thực. Ẩm thực Huế thì là một loại văn hóa ẩm thực của miền Trung
Việt Nam điển hình. Huế, nói cái xứ Huế nha, ẩm thực của Huế rất là hay ha. Đồ ăn ở những vợ ở trong cái vùng này thường thường sử dụng với ớt nha. Ớt này, nước nước sốt tôm là nước gì, nước mắm này. Đấy đúng không? Như là bún bò Huế, bánh khoai, bánh bèo, nghe chưa? Rồi, mày xuống đoạn dưới. Ở miền Nam Việt Nam thời tiết ấm hơn và đất đai phì nhiêu tạo ra những cái điều kiện cho việc trồng các loại trái cây khác nhau, rau củ quả khác nhau và livestock, gia súc, livestock. Thấy chưa? Thấy từ đó chưa? Gia súc. Do đó đồ ăn ở vùng này thường thêm vào tỏi này, hẹ này, rau thơm này nha, hớt rau thơm, garlic, tỏi, slot, hẹ. Đặc biệt là những người ở miền Nam thì rất là thích ngọt. Họ thêm đường vào hầu hết các món ăn. Đúng không? Người miền Nam thích ăn ngọt. Nấu ăn phải cho ngọt vào, cho đường vào. Đến đâu rồi? Một vài cái món ăn điển hình ở miền Nam Việt Nam đó là bánh khọt, bún mắm. Ok. Rồi các bạn khoan đáp án cho cô câu số 1. Người ta xem như là ẩm thực Việt Nam bắt nguồn ở miền ạ. Câu A bắt nguồn từ miền Bắc. Câu B trở nên ngày càng phổ biến hơn. Câu C luôn luôn kết hợp hương vị và màu sắc. Câu D có thể chỉ được tìm thấy miền Bắc thôi. Các bạn chọn câu A nhé. Bắt nguồn từ miền Bắc. Rồi câu số 2. Đặc điểm đồ ăn miền Nam là gì? À quên, miền Bắc chứ, Northern. Đặc điểm đồ ăn miền Bắc là gì? Câu A nó ngon và healthy, không thấy nói. Câu B nó ngọt và chua, không có nha. Câu C nó light và nó balance. Rồi khoan, vào câu C nó lại có đấy. Nó nhẹ nhàng và nó cân bằng á. Nhẹ nhàng và cân bằng, ok. Mình giật là nhẹ nhàng và cân bằng. Nhưng mà nó tính từ là nhẹ nhàng. Còn nha, nhẹ danh từ là anh sáng. Câu D nó một chút có mập, mỡ và mặn. Các bạn chọn câu C, 2C. Các bạn, ẩm thực Huế thì sao? Đặc trưng bởi cái gì của nó? Cay nồng. Cay, ok. Cay, câu B nha. Rồi, ở miền Nam Việt Nam, câu A thật khó khăn để trồng cây và trồng trái cây và trồng rau, đúng hay sai? Sai, nó bảo đây là nơi rất tuyệt vời để trồng rau, trồng quả, cây ăn trái rồi chăn nuôi gia súc. Câu B, những cái rau thơm luôn luôn được sử dụng trong việc nấu ăn. Câu C, mọi người không có thích đồ ăn ngọt, sai ha. Câu D, hầu hết các món ăn đều có vị ngọt. Các bạn chọn câu B. Hả? À câu nào, từ. Câu nào? Ở miền Nam. Rồi câu D. Sorry. Rồi các bạn, câu 5, câu nào không được đề cập trong bài đọc này? Câu A, đồ ăn ở Việt Nam thay đổi theo vùng miền. Cái này đúng nha. Câu B, những người miền Nam không có thích đồ ăn miền Bắc mà do cái hương vị nhẹ nhàng của nó. Có nói không? Đâu có nói. Đâu có đả kích vùng miền gì đâu. Gây chia rẽ vùng miền đâu. Câu C, ớt và nước mắm là một trong những thành phần nguyên liệu đồ ăn yêu thích hả? Nguyên liệu yêu thích. Câu D, bún bò Huế là một cái loại đồ ăn ở miền Trung, đúng không? Đúng rồi, vậy chọn câu B nhá. Rồi, xong câu B. Sang bài 2 các bạn điền những cái từ ra cho cô coi nào, cho vài phút để làm nha. Nem rán các bạn kia, nem rán. Người miền Bắc gọi là nem rán, chả ram á. Người miền Nam gọi là chả xòa. Spring roll rồi ha. Ở Hà Nội cái gì của nem rán bắt nguồn từ cái gì, chả cá. Rồi làm đi. Cái món ăn này được gọi là nem rán. Bây giờ các bạn đang điền từ món ăn rồi cho cô. Món ăn đâu? Trong những cái từ đó, từ nào là món ăn? Đoán rồi. Cái món ăn này được gọi là nem rán. Ờ à, đúng rồi, viết dish vào. Số 1 là dish. By Northerner, tức là người miền Bắc. Người miền Bắc gọi là nem rán và người miền Nam gọi là chả giò. Được chưa? Mình lại gọi là chả ram, đúng không? Gọi là chả man. Rồi ở Hà Nội thì sao?
ở Hà Nội. À, nguồn gốc của nem rán bắt nguồn từ cái thời mà khi mà chả cá còn chưa tồn tại. Vậy đây các bạn viết cho cô câu số 2, introduction. Introduction. Như nào? Câu số 3 là when. Khi mà chả cá vẫn chưa tồn tại. Rồi, on đâu mặc dù. Mặc dù xếp hạng của nó được xếp hạng trong số các món ăn đặc sản của Việt Nam. Mà nem rán thì rất là dễ để chuẩn bị, dễ dàng để chuẩn bị nào. Dễ dàng. Dễ dàng là từ nào? Easy. Viết nào? Easy. Nó rất là easy để mà prepare. Nha, nó rất dễ dàng để chuẩn bị nha. Do đó, từ lâu nó đã trở thành một món ăn được nấu trong những dịp đặc biệt như ngày Tết và những ngày tụ tập gia đình, gia đình có cỗ, gia đình có cỗ. Rồi các bạn đến cho cô từ đặc biệt, dịp đặc biệt, đặc biệt. Special, viết vào special, đặc biệt. Rồi tiếp theo. Tiếp theo, nguyên liệu sử dụng cho nem rán bao gồm for nha, you for cầm rai là bao gồm thịt heo nhá, rồi gì nữa, tôm cua thế này, rồi nấm hương, mộc nhĩ, ok chưa, hành tưa, hành khô dry onion, hành khô dry ngon. Câu 7 là dry. Trứng vịt. Duck egg. Trứng vịt. Pepper, tiêu. Muối và những loại khác. Và những loại gia vị khác. Seasoning gia vị. Loại là khai, số 8 viết khai vào. Số 8 viết khai vào được chưa? Rồi. Tất cả được trộn. Trộn là gì? Trộn lên. Trộn là gì cho cái đám thế này? Mix. Đúng rồi, mix. Trước khi được gói với những cái lát bánh tráng mỏng thành những cuộn nhỏ. Và những cái cuộn này sau đó thì sao? Được chiên trong dầu, trong dầu đun sôi. Bây giờ câu số 10 thiết động từ Tobi. À, được chưa? Đọc lại nha. Số 1 là this. Số 2 introduction. Số 3 là when. Số 4 easy. Số 5 special. Số 6 for. Số 7 dry. Số 8 kite. Số 9 mix. Và số 10 là A, được chưa? Mấy anh chị, ok chưa? Ok chưa? Sang bài số 3. Tự điền. Bài số 3 còn tự điền mới ghê đó. Mẹ của tôi có một thói quen ăn uống rất là tốt. Thói quen ăn uống học rồi. Thói quen là gì? Ha gì? Không biết học rồi không biết à? Thói quen. Ít tinh gì nhỉ? Thói quen ăn uống là ít tinh gì? Ít tinh gì mà không nhớ à? Ít tinh. Hai gì? Trời ơi, mấy cái đứa này học được không nhớ thì hai gì? Tôi viết còn một chữ cuối cùng không biết gì luôn. Ít tinh hai gì? Mệt quá. Số 1. Có học không chứ rồi. Học cái kiểu gì mà không nhớ. Tao nói chuyện với con trâu không nhớ gì hết. Sướng chưa? Bữa sáng bà ấy ăn một chén cơm, thịt gà hoặc thịt heo, một đĩa rau và một quả chuối. Số 1 các bạn ghi habit vào. Số 2 các bạn
Cô ta chẳng bao giờ bỏ qua bữa ôn tập. Bỏ qua. Bỏ qua, bỏ qua là gì biết không? Skip. Mà cô ấy là chủ số ít nên skip cancel vào. Đi nào, bỏ qua. Cái này là thói quen ăn uống. Nó có ít tên mà mình ghi hai vị thôi. Cô chả bao giờ bỏ qua bữa quan trọng. Rồi gì nữa? Buổi trưa cô ta ăn các loại salad khác nhau, ăn là gì? Ít. Ít thêm gì? Sờ vào. Hoặc là hả? Cái từ ăn mình có hai từ các bạn. Cái từ ăn có hai từ lận đó. Ít thêm sờ hoặc là hát cũng là ăn mà. Nhá. Hát cũng là ăn. Các con thêm cây gì? Trong nhà đầy đây. Tiếp. Câu tiếp theo các bạn. Suy nghĩ nào. Nào. À, cá, cơm. Cô ta không ăn. Không ăn cái gì cho bữa tối đây? Ăn cơm. Chỉ một ít rau và thịt thôi. Vậy là cơm rồi. Giỏi. Cơm là rice. Câu số 4 viết rice vào lì giỏi ha. Ủa, phải cơm không? Cô ta không ăn cơm cho bữa tối, chỉ ăn một ít rau và một ít thịt thôi. Tôi nghĩ cái này là các bạn điền từ mất, không ăn nhiều. Không ăn nhiều cho bữa tối. Rồi tiếp theo. Cô ta khuyến khích chúng tôi, cô ấy hả, mẹ mẹ tôi khuyến khích chúng tôi healthily bằng cách tránh ăn uống nhanh, ăn uống mạnh khỏe, ăn uống lành mạnh nào, ăn uống mình đang thiếu từ ăn uống tiếp. Nguyên mẫu. Ít rồi, ít không sờ. Câu số 5 là ít không sờ. Ít ăn, ăn uống lành mạnh. Rồi. À, bằng cách là tránh đồ ăn nhanh và nước uống có ga là gì, nước ngọt là gì, su gì, à soft sugary drink hoặc là soft drink. À, ngoài ra bà ấy chả bao giờ thức khuya vào ban đêm và luôn luôn thức dậy sớm để tập thể dục buổi sáng. Bà ấy chắc sống trăm tuổi. Có 3 bạn hả? Bọn kia đứa thì đi tập văn nghệ rồi. Milo kìa. Nó ra cắn mẹ lì rồi. Rồi mẹ của tôi là một người như thế nào tuyệt vời. Và bà ấy có thể làm những món ăn ngon. Vậy là đầu bếp nào. Cúc gì? Cúc. Viết cúc vào cho cô. Cúc. Người đầu bếp ấy.
Rồi câu số 8 nào. Tôi bây giờ tôi có thể nấu những món. Nấu là gì? Làm á, make, make các bạn. Câu số 8 là make, câu số 7 là cook. Câu 7 là cook. Câu số 8 là make. Make. Rồi, câu số 9 nào. Tôi còn học how to make, làm cách nào để làm pizza. How. Câu số 9 là how. Làm cách nào để làm món pizza. Món nọ món kia, cà ri kìa. Mẹ tôi là một người một ví dụ rất tuyệt vời của một cái healthy lifestyle. Healthy, viết healthy vào là hết. Nhanh rồi về. Healthy. Vừa là healthy. Thôi về trước, về sớm đi. Về sớm đi. Ra bài về nhà làm nhá, nốt đi nhá. Làm nốt đi, bữa sau vào bài mới. Nốt rồi nè. Đấy, những bài nào còn lại của cái bài bên dưới là làm hết đi. Của bài số 5 đó. Mình sang bài 6 là mình hết chương trình kỳ 1 rồi. Ừ.